Rồi xin chào tất cả mấy anh em nha. Ít sơ cho anh em tham khảo cái sơ đồ mạch đèn của chiếc Atacmo 2021 này nha. Tổng cộng là 5 chân nha anh em. Chỉ có 5 dây thôi nha. 6 chân, cái giắc này thì nó là cái giắc 6 chân nhưng mà nó xài chỉ có là 5 dây nha. Thì bây giờ mình sẽ trình bày từng cái từng dây nha, và nó đi từ đâu đến đâu cho anh em xem. Thì anh em sẽ tách ra làm nha. Đây, thì cái giắc khi mà nó quay lên như thế này đây. Nó quay lên đúng không? Nó quay cái lãi lên trên. Thì anh em nhìn vào hai cái dây ở trên cùng cho mình. Hai cái dây phía trên đúng không? Thì đây là có một cái dây xanh cây nha anh em. Thì cái dây xanh cây này là cái dây mát nha. Cái dây mát ở ngoài mắt sườn á, thì mắt bối dây sườn nha, mắt chung á, ta gọi là mắt sườn. Thì đây là cái dây màu xanh. Màu xanh nha anh em. Mắt sườn. Còn cái dây này á, cái dây màu nâu nè. Cái dây màu nâu. Thì cái dây màu nâu chính là nguồn điện ắc quy 12V. Nguồn điện ắc quy 12V. Nó ở từ cầu chì 7,5A nó chui lên nha. Nha anh em. Đây là cái nguồn mà ở dưới cầu chì, dưới chân mình á. Cầu chì 7,5A nó xuôi lên. Thì nó là nguồn sau khóa nha. Đây là nguồn điện sau khóa màu nâu nha anh em. Thì lát nữa mình sẽ xuống vị trí cầu chì, mình sẽ quay chỉ cho anh em xem. Đó là nếu mà lỡ mà cái đèn pha mình mà nó không có đèn á, không có điện á, nó không sáng, thì anh em việc đầu tiên là anh em phải kiểm tra cho mình cái dây mát và cái dây nguồn đây có vô không nha. Nếu mà phải thí dụ như mà nó không có điện ở đây thì anh em phải kiểm tra ổ cầu chì nha. Mình sẽ hướng dẫn sau. Đó là hai dây phía đây nha anh em. Hai phía đây. Mình sẽ nói chức năng của ba dây phía dưới đó nha anh em. Ba dây phía dưới này. Thì đối với những cái dây điện mà trên cái giắc của cái pha đèn ở Atacmo đời này á, là nó rất đơn giản nha. Đây, anh em coi cái dây đầu tiên này, dây màu đen nha. Rồi anh em xin mình nha, cái dây màu đen này. Dây xanh cây sọc cam này, dây màu trắng. Thì ba dây này á, là nó chạy thẳng về cái công tắc cốt pha nha anh em. Ba dây này nó chạy thẳng về cái công tắc cốt pha, chứ không phải là ở ngoài bó dây sườn nó chạy vào nghe. Ở ngoài sườn mà nó chạy vào nó chỉ là dây nguồn 12V và dây mát là xong rồi. Còn ba dây nó chạy ra. Riêng cái dây màu đen này á, khi mà nó ra là nó chia ra đi ra hai đường. Một đường á là nó vào cái công tắc báo pha trên đồng hồ của mình. Còn một đường nữa là nó chạy về cái công tắc cốt pha nha anh em. Thì lúc này anh em sẽ nhấn cốt pha thì nó làm việc ở cái dây xanh cây sọc cam và cái dây màu trắng này cho mình. Chúng ta đo kiểm thế nào thì mình sẽ làm cái video sau cho anh em nha. Còn bây giờ anh em sẽ nhìn vào cái công tắc cốt pha đi, anh em sẽ thấy ba cái dây này ha. Ba cái dây nó màu y chang. Thì anh em sẽ thấy là cái dây màu đen, dây xanh cây sọc cam và màu trắng nha. Thì ba cái dây ở chỗ pha đèn ở phía dưới á là nó chạy thẳng vào đây. Riêng cái dây màu đen là nó chạy vào cái công tắc báo pha nha anh em. Và đây là cái ổ cầu chì trên cái dòng xe Atacmo từ đời 21 đến 23 đây ha. Tương ứng giống nhau nha anh em. Thì anh em quan sát trên cái ổ cầu chì cho mình nè. Ổ cầu chì này á, nó hai cầu chì này nè. Cái này là một nè. Cái cầu chì 7,5A. Anh em nhìn ở đây nha, cái cầu chì ở hàng bên phải mà cái thứ nhị này. Thì đây là cái cầu chì này á, là cái dây nguồn vào đó là dây nguồn đỏ sọc xanh cây, anh em thấy không? Đỏ sọc xanh cây, đỏ sọc xanh cây này với giống cái này là giống nhau nha anh em, một dây nha. Thì đỏ sọc xanh cây nó sẽ vào và nó cho ra đó là đen sọc nâu. Anh em quan sát cho mình nha. Nè, cái dây đen sọc nâu nè. Cái phần màu nâu nó quay ở dưới này nha anh em. Đó. Anh em nhìn kỹ thấy không? Đó anh em nhìn kỹ thấy không? Cái dây đen sọc nâu nha. Thì cái dây đen sọc nâu này á là nó sẽ chạy về hai cái đèn sương mù phía trước hai bên. Là một. Cái đèn soi biển số là 2 và cái đèn hậu là 3. Như vậy là khi mà anh em thấy cái đèn sương mù phía trước hai bên, cái đèn biển số và cái đèn hậu nó không có sáng, thì anh em lập tức anh em kiểm tra ngay cái ổ cầu chì cho mình. Được chưa? Ổ cầu chì này thường chỉ đứt cầu chì thôi nha anh em. Và cái cầu chì của cái đèn pha là cái cầu chì thứ tư 7,5A. Đây 7,5A này, cầu chì thứ tư nha anh em. Đây, cái cầu chì này thì nó sẽ cho ra dây màu nâu nè. Anh em nhìn cho mình nè. Đỏ sọc xanh cây này là nó từ ổ khóa nó ra nha anh em. Nó từ ổ khóa nó ra nha. Đó, như vậy là mình đã chỉ cho anh em xem hai cái vị trí của cái ổ cầu chì trên cái hệ thống mà cấp nguồn cho đèn của Atacmo.
đời 21 này nha.